Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tiêu tốn tiền tỷ trùng tu chùa cầu, kết quả khiến dư luận thêm bức xúc. Ngày 30 tháng 7, AFI Tiếng Việt có bài Di tích chùa cầu Hội An gây tranh cãi sau trùng tu. Theo đó, sau hơn một năm, việc tu bổ di tích chùa cầu ở Hội An đã gây ra tranh cãi khi dư luận cho rằng công trình quá mới, hiện đại, không phù hợp với không gian cổ kính ở Hội An. Và đây là hình bài trên AFI. AFA dẫn lời một người dân sống gần phố cổ Hội An nêu ý kiến rằng 20 tỷ trùng tu không phải là ít, cho nên các anh phải ngồi lại tìm ra phương án tốt nhất, tìm chuyên viên, tìm những người có kinh nghiệm về cổ, chứ không phải làm càng để khi thăm dò dư luận rồi sửa. Không riêng gì chùa cầu, mà tôi đi qua rất nhiều nơi, nhất là đình làng, ngôi miếu, cứ thấy sơn son, trác vàng xanh xanh, đỏ đỏ, chướng mắt lắm. Đủ trình độ hãy nhận trùng tu các công trình cổ, cố gắng giữ được nét nguyên bản nhiều nhất có thể, sửa đi sửa lại tốn nhiều tiền lắm. Bỏ tiền làm mới chùa cầu, rồi lại tốn tiền làm cho cũ đi, chuyện lâu nay vẫn vậy của Việt Nam. Chưa kể đến, chất liệu của cây cầu đã sửa, vấn đề này cũng cần kiểm tra, vì rõ ràng có một đội ngũ không hoàn hảo tái tạo lại chùa cầu. AFA cho biết, vào năm 2022, công trình chùa cầu Hội An xuống cấp nghiêm trọng, phần mố cầu, trụ cầu bị nứt, lúng, nhiều cột và kèo bị hỏng nặng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phê duyệt tu bổ với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Theo cơ quan này, công trình sẽ hoàn thành và khánh thành vào ngày 3 tháng 8, trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản lần thứ 20. Và đây là hình chùa cầu trước khi trùng tu, vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính. AFA dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ từ Sài Gòn nói rằng, hầu hết chuyên gia mà tôi biết đều đồng tình với phương án trùng tu chùa cầu. Họ cho thấy rõ các bước đi cẩn thận của việc trùng tu như thế nào và duy trì hết mức cái cũ. Tuy nhiên, nhiều người cũng thừa nhận rằng xúc cảm về chùa cầu gắn với những hình ảnh cũ kỹ mà bây giờ nó mới quá, nó đánh vào mắt làm người dân có phản ứng. Phản ứng đó xuất phát từ lòng yêu mến di tích của dân tộc. Đi tìm cái tốt đẹp thì cũng tốt, nhưng phản ứng quá đà thì thường nghiêng về cảm quan bề ngoài, chứ về chuyên môn thì không đúng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng, việc cho màu bớt mới đi rất rẻ, về mặt kỹ thuật, khắc phục cái đó không tốn bao nhiêu tiền, và cũng dễ làm, nhưng cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Tức là khi tiến hành, ngoài tính phương diện kỹ thuật, phải tính đến phản ứng của công chúng. Và đây là hình chùa cầu sau khi trùng tu lại quá mới. AFA dẫn lời một kỹ sư xây dựng từng tham gia thi công trùng tu nhiều công trình cổ ở miền Trung giải thích rằng, chùa cầu là một công trình nằm trong tổng thể phố cổ Hội An, đã được hình thành khoảng 400 năm, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào ngày 4 tháng 12 năm 1999. Vì công trình đã được hình thành 400 năm về trước, đến nay công trình đã xuống cấp nên cần phải trùng tu nhằm đảm bảo công năng như ban đầu. Do đó, ngân sách nhà nước đã bỏ ra trên 20 tỷ đồng để thực hiện việc trùng tu và đến nay việc trùng tu đã xong. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, khi trùng tu, phải tuân thủ nguyên tắc di tích, không được làm mới, có nghĩa là vẫn giữ nét rêu phong cổ kính. Nhưng việc trùng tu chùa cầu đã không tuân thủ nguyên tắc này, họ đã sơn phết bề mặt công trình như mới, mặc dù cái cốt của công trình vẫn đảm bảo yêu cầu chống xuống cấp. Sau khi có nhiều phản ứng của cư dân và du khách, thì ông chủ tịch thành phố đã chỉ đạo cho sơn lại, làm cũ lại về hình thức như ban đầu, vị chuyên gia cho biết thêm. Theo luật di sản văn hóa năm 2001, việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được xây dựng thành dự án, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tiêu tốn tiền tỷ trùng tu chùa cầu, kết quả khiến dư luận thêm bức xúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tấm gương tâm tối của Nguyễn Phú Trọng. Ngày 28 tháng 7, blog Nguyễn Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt bình luận Nguyễn Phú Trọng, gương không người soi. Thời báo chấm đề tóm tắt bài viết này giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi có nhân vật công chúng nằm xuống, người ta thường dẫn thành ngữ, nghĩa tử là nghĩa tận, nên xí xóa những điều không phải.
Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Anh Tuấn, AFA. Cách ứng xử này chưa hẳn đã là điều nên làm đối với chính khách. Công dân lại càng có lý do chính đáng để phê bình chính khách khi người đó nằm xuống. Bởi lời phê bình chính khách thường gắn với những chính sách của họ, vốn đã và đang ảnh hưởng tới đời sống người dân. Quan trọng hơn, phê bình chính khách là một thực hành dân chủ của tinh thần công dân cao quý mà trừ độc tài, không một chính khách nào dám hoặc nên thước từ nó. Không thể phủ nhận, công cuộc đốt lò của ông Trọng đã làm nứt lòng công chúng, vốn đã nhiều năm mệt mỏi bởi nạn nhũng lạm của quan quyền. Thay vì khai triển một lộ trình cải cách thể chế, nỗi lo mất chế độ đã khiến ông Trọng lựa chọn một giải pháp không thể kém bền vững hơn là nêu gương đức trị với ảo tưởng cảm hóa lòng tham lam cố hữu của con người, vốn càng nảy nở trong môi trường quyền lực không kiểm soát. Mà thứ ông nêu chẳng hề trọn vẹn, bởi khi hàng chục lão thành cách mạng và trí thức kêu gọi ông làm gương, công khai tài sản để nhân dân giám sát, thì ông lại phớt lờ và né tránh, và cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không ai nói, ông hiểu rõ việc người đứng đầu công khai tài sản sẽ có hiệu ứng domino. Hàng ngàn cấp dưới của ông sẽ không có cách nào để che giấu tài sản trước hàng triệu con mắt dò xét của công chúng. Đó sẽ là cơn hồng thủy chính trị cuốn bay chút chính danh đạo đức cuối cùng còn sót lại của đảng, sự nêu gương của ông Trọng. Bởi vậy, chỉ nửa chừng gắn với những giai thoại về sự giản dị của bản thân thay vì giúp xây dựng hoặc duy trì những thiết chế thúc đẩy minh bạch có thể tồn tại lâu dài ngay cả khi ông còn nữa. Đỉnh cao quyền lực, ông Trọng là người thứ ba sau Hồ Chí Minh và Lê Duẩn qua đời khi tại nhiệm. Trong khi hai lãnh tụ cộng sản tiền bối không bị giới hạn nhiệm kỳ, ông Trọng trái lại đã bất chấp điều lệ đảng để cầm quyền. Ông Trọng và những người ủng hộ đã đưa ra những lý do để biện minh, nhưng nhân dân giao phó, uy tín trong đảng, nhìn ra thế giới, những lý lẽ này thật kém sức thuyết phục. Sau khi dẫn dắt cách mạng Mỹ thành công, hơn 200 năm trước, tổ phụ lập quốc kiêm tổng thống đầu tiên Washington đã từ chối lời kêu gọi về việc tranh cử nhiệm kỳ 3 vì không muốn gửi một thông điệp sai lầm rằng tổng thống nên cầm quyền đến chết. Mặc dù ở thời điểm đó, hiến pháp Mỹ chưa hề quy định giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Và đây là hình tổng thống đầu tiên của Mỹ, Washington. Gần hơn, tổng thống Biden cũng nhận ra giới hạn về tuổi tác và sức khỏe của mình để có lựa chọn sáng suốt là đứng ra một bên cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo bước tới. Tổng thống Brazil sau hai nhiệm kỳ với vô số thành tựu kinh tế và uy tín to lớn đã bác bỏ ý tưởng tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba bằng cách sửa đổi hiến pháp. Bởi theo ông, khi nhà lãnh đạo nghĩ rằng mình không thể bị thay thế, chính là lúc chúng ta bắt đầu thấy có dạng một kẻ độc tài hoặc là nảy nòi một chế độ độc tài. Những lãnh đạo kể trên đều đã nêu tốt về sự tuân thủ luật chơi và khiến những lãnh đạo kế tiếp phải nghĩ kỹ hơn nếu muốn thành biệt lệ. Trái lại, những lãnh đạo sau thời ông Trọng hoàn toàn có lý do để tiếp bước ông giảm lên giới hạn nhiệm kỳ và cầm quyền suốt đời. Ở nơi tột đỉnh quyền thế, người ta có thể phải thường xuyên trả lời những câu hỏi cho bản thân mình về cách ứng xử nên có trước tiền bạc và quyền lực. Tấm gương ông Trọng để lại trong tư cách lãnh đạo tối cao có thể có vài mảng sáng ở khả năng tự chế trước tiền bạc, song lại tăm tối vô cùng khi soi chiếu vào quyền lực. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tấm gương tăm tối của Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.